Chương trình này được tài trợ bởi nhà hàng Che Việt, tọa lạc tại số 484 Ballarat Road, Sunshine Victoria 3020. Nhà hàng Che Việt với thực đơn vô cùng phong phú là nơi hội tụ của các gia đình, thích hợp cho các bữa tiệc sinh nhật hoặc chiêu đãi bạn bè. Mọi chi tiết về booking xin vui lòng liên lạc số 03 9312 0900. Anh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của Việt Face TV, mặc dù tình hình dịch bệnh tại Sydney và tại Việt Nam vẫn đang còn vô cùng phức tạp, thế nhưng ngày hôm qua Vietnam Airlines đã tuyên bố sẽ nối lại các chuyến bay đến Úc từ ngày mai thứ năm, ngày 15 tháng 7. Bên cạnh đó thì Bộ trưởng Thương mại Úc Denten cũng đang có chuyến viếng thăm các nước Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam. Về tình hình dịch bệnh, sự lây lan tại khu đô thị Sydney mở rộng cũng như tại Sài Gòn vẫn tiếp tục gia tăng một cách phi mã mà thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi tường trình trong bản tin vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 10 giờ sáng thứ tư ngày 14 tháng 7 năm 2021. Bàng giáo Úc Việt Bộ trưởng Thương mại Dan Thiên viếng thăm Việt Nam Bộ trưởng Thương mại, Du lịch và Đầu tư Dan Thiên ngày hôm qua đã có chuyến thăm tới Singapore. Sau đó, theo lịch trình, thì ông Dan Thiên sẽ viếng thăm Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ để tăng cường các mối quan hệ thương mại và thúc đẩy đầu tư vào Úc Châu. Phát biểu với truyền thông, Bộ trưởng Tihon cho biết, Năm quốc gia mà ông sẽ tới thăm trong chuyến công du lần này đều là những đối tác song phương quan trọng chiếm khoảng 1 phần tư kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của Úc Châu. Ngoài ra, thì Bộ trưởng Thi Hình cũng cho biết là trong chuyến công du này, ông sẽ quảng bá hình ảnh nước Úc là một nước sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, đáng tin cậy, cũng như một điểm đến an toàn để đầu tư. Trong chuyến công du kéo dài 2 tuần, Bộ trưởng Thi Hình dự kiến tham dự đối thoại kinh tế cấp bộ trưởng lần 3 được tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản. Ông Thi Hình cũng sẽ có cuộc họp với các bộ trưởng thương mại đồng cấp của nhiều nước, bao gồm Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng. Ông cũng sẽ xúc tiến đầu tư quốc tế và gặp gỡ các doanh nghiệp Úc cũng như đại diện ngành du lịch. Việt Nam Airlines nối lại một số đường bay quốc tế Việt Nam Airlines vừa tuyên bố là kể từ ngày 15 tháng 7 sắp tới, hãng hàng không này sẽ mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Úc Châu, cũng như một số điểm đến khác tại châu Á và châu Âu nhằm kịp thời phục vụ nhu cầu của hành khách đặc biệt là người lao động và du học sinh. Một cách cụ thể thì Vietnam Airlines cho biết sẽ nối lại hai đường bay đến Úc, bao gồm giữa thành phố Hồ Chí Minh và Sydney từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 30 tháng 10, còn chuyến bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Melbourne từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 30 tháng 10. Lịch khởi hành của các chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Sydney là thứ năm chủ nhật hàng tuần và chiều ngược lại vào thứ ba, thứ bảy hàng tuần từ thành phố Hồ Chí Minh đến Melbourne là thứ ba hàng tuần và chiều ngược lại vào thứ năm hàng tuần. Đối với mạng bay đến châu Âu thì Vietnam Airlines mở lại đường bay giữa Hà Nội và Frankfurt của Đức cũng như London. Hành khách có thể mua vé các chuyến bay quốc tế thông qua đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Bên cạnh đó thì Vietnam Airlines cũng đã khuyến nghị hành khách nên tìm hiểu kỹ về đơn vị bán trước khi giao dịch để đảm bảo mua vé tại các đại lý được Vietnam Airlines ủy quyền, tránh việc phải mua vé với mức giá đắt đỏ. Riêng đối với thủ tục nhập cảnh, hành khách cần chủ động tham khảo các quy định được thông báo chính thức bởi Đại sứ quán các nước để đảm bảo các giấy tờ, thủ tục cần thiết. Riêng các chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam, đại lý bán vé có thể hỗ trợ hành khách tổng hợp và gửi hồ sơ làm thủ tục nhập cảnh đến nhà chức trách để phê duyệt. Tin thị trường gia cư Những gia đình có thu nhập thấp có thể mua nhà ở đâu? Thông tin từ nhiều tháng qua đã cho thấy rằng giá nhà tại hầu hết các thủ phủ tại Úc đã không ngừng gia tăng và hiện câu hỏi được đặt ra là đối với những người có thu nhập thấp thì việc sở hữu một căn nhà có giá dưới 450.000 đô la tại những thành phố lớn có khả thi hay không. Theo một nghiên cứu mới đây của công ty Collogic và Viện Đại học Quốc gia Úc ANU thì chỉ có 0.1% nhà trên thị trường là dành cho những người có thu nhập thấp, tức là thu nhập dưới 54.000 đô la một năm. Ngoài ra với những người có mức thu nhập trung bình, tức là từ 70.000 đô la đến 80.000 đô la một năm thì có 24.5% cơ hội bước chân vào thị trường nhà cửa. Trong khi đó có đến 61% thị trường dành cho những người có thu nhập cao, tức là trên 170.000 đô la một năm. Bên cạnh đó thì những số liệu của sở thuế cho thấy thu nhập trung bình của người dân là 62.549 đô la. Như vậy, một người có thu nhập trung bình có thể được ngân hàng chấp thuận cho vay tối đa 445.000 đô la. Tuy nhiên, trang mạng trầu mền thì đã chỉ ra những vùng nơi có giá nhà và căn hộ thấp hơn 445.000 đô la. Tuy nhiên, đa số chỉ là những căn hộ mà thôi. Chẳng hạn như đối với những người muốn tìm một căn hộ có giá chưa tới 445.000 đô la, thì vùng Tây Sydney hoặc Tây Nam Sydney sẽ là cơ hội, đặc biệt là những vùng như St. Mary's, thì giá căn hộ trung bình rơi vào khoảng 415.000 đô la tại Kavamata là 395.000 đô la và Mount Ruth gần đó có giá khoảng 337.000 đô la. Còn tại Melbourne, nếu muốn tìm nhà dưới 445.000 đô la thì chỉ có 3 vùng ở Melbourne đáp ứng được yêu cầu này là Kurunjang, Melton và Melton South, nơi cách trung tâm thành phố 35 cây số. Đối với căn hộ có thể tìm mua tại Coburg và Carlton, giá căn hộ tại đây đã sụt giảm 13% do thiếu sinh viên quốc tế, trung bình là 364.000 đô la. Tại Brisbane, những người có thu nhập thấp có thể may mắn tìm được một ngôi nhà ở Springfield Lakes, nơi có giá trung bình là 442.500 đô la hoặc Rothwell 433.000 đô la, Logan Reserve 432.500 đô la. Đối với căn hộ, người thu nhập trung bình có thể tìm đến những vùng như Fortitude Valley, Makula và Ulungaba với mức giá trong khoảng 420.000 đô la đến 440.000 đô la. Tin di trú một phần ba những phụ nữ di dân ở Úc đã từng bị bạo hành gia đình. Nghiên cứu quốc gia đầu tiên về trải nghiệm của gần 1.400 phụ nữ là di dân và người tị nạn vừa được công bố, cho thấy tỷ lệ bạo hành gia đình cao hơn đối với những người có thị thực tạm thời. Nghiên cứu của Trung tâm Di cư và Hòa nhập thuộc Viện Đại học Monash và tổ chức đại diện cho phụ nữ di dân và người tị nạn Harmony Alliance thực hiện đã cho thấy một phần ba phụ nữ tị nạn và nhập cư sống ở Úc đã từng bị bạo hành gia đình. Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 33% trong số người được hỏi đã trải qua một số dạng bạo hành gia đình, gồm các hành động kiểm soát 91%, bạo lực hoặc và chiếm giữ tài sản tức là 47% và bạo hành thể chất hoặc tình dục ở mức 42% là những hình thức phổ biến nhất. Đa số những phụ nữ này cho biết họ đã nhiều lần trải qua các hình thức bạo hành trong khi các nhà nghiên cứu ghi nhận sự phức tạp của việc thiết lập bằng chứng về việc kiểm soát cưỡng chế. Kiểm soát cưỡng chế được định nghĩa là một hình thức lạm dụng có chủ ý, có thể cô lập một người bạn đời khỏi bạn bè và gia đình của họ, hạn chế sự di chuyển của họ và theo dõi họ. Các nhà nghiên cứu cho biết, các phát hiện khẳng định sự cần thiết phải xem xét những trải nghiệm chi tiết của phụ nữ trong nhóm phạm vi rộng này, chẳng hạn như tình trạng thị thực và tín ngưỡng tôn giáo và để mở rộng định nghĩa về những gì tạo thành lạm dụng. Đại dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen mua sắm của hầu hết cư dân Úc. Theo nguồn tin AAP, thì đại dịch COVID-19 đã thay đổi thói quen của cư dân Úc trong việc mua sắm hàng ngày, mà hiện nay cư dân Úc có vẻ như đã bắt đầu ưa chuộng phương thức mua sắm online. Trong một cuộc nghiên cứu của công ty Wonderman Thompson Commerce, thì đây còn là một tiến trình cá nhân hóa của việc mua sắm. Điều này có nghĩa là các công ty thương mại có được những dữ kiện về thói quen và sự ưa chuộng của tập thể người mua và do đó có thể tiếp thị một cách rất hữu hiệu. Chẳng hạn như có thể gửi đề nghị trực tiếp đến người mua căn cứ vào thói quen mà họ đã có. Hiện nay còn đang có nhiều cuộc nghiên cứu thị trường gọi là Future Shopping 2021, tham khảo ý kiến của 28.000 người tiêu thụ tại 17 quốc gia. Trong số những người Úc tham dự vào cuộc khảo cứu này, có 72% nói rằng họ đã thay đổi thói quen mua sắm. 60% thì nói rằng mua sắm trên mạng sẽ quan trọng hơn trong năm 2021. Trong khi đó, thì dữ kiện của công ty bưu điện Úc Châu, tức là Australia Post, cũng cho thấy rằng cư dân Úc đã bắt đầu có thói quen mua sắm trên mạng sau khi nhiều nơi tại Úc đã bị phong tỏa. New South Wales là tiểu bang đang có tình trạng phong tỏa, thì có 35.1% cư dân đã mua sắm online. New Zealand tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC trực tuyến. Thủ tướng New Zealand ngày hôm qua đã chính thức thông báo về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương theo hình thức trực tuyến vào thứ sáu tuần này, ngày 16 tháng 7. Trong thông báo này, Thủ tướng Jacinda Ardern đã xác nhận là vào thứ sáu tuần này, New Zealand sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương gọi tắt là APEC để thảo luận các vấn đề liên quan đến đại dịch COVID-19 và các tác động kinh tế. Thủ tướng cho Jacinda Ardern đồng thời khẳng định, đây là lần đầu tiên trong lịch sử APEC các nhà lãnh đạo tổ chức thêm một cuộc họp và thực tế này phản ánh mối quan tâm của các thành viên trong việc cùng phối hợp hành động để vượt qua đại dịch và cuộc khủng hoảng kinh tế. Các nền kinh tế thành viên APEC đang phải đối mặt với thách thức lớn nhất kể từ chiến tranh thế giới lần thứ hai, trong đó 81 triệu người dân mất việc làm. Vì vậy, việc phối hợp hành động giữa các nền kinh tế thành viên là rất quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế. Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thúc đẩy chương trình tiêm chủng nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, thiết lập chính sách kinh tế vi mô và vĩ mô để duy trì hoạt động của doanh nghiệp và người lao động, xây dựng các nền kinh tế bền vững, bao trùm qua các cuộc thảo luận này, các nhà lãnh đạo sẽ chia sẻ các thông tin về tình hình dịch bệnh để gia tăng sự hiểu biết chung cũng như định hình các biện pháp ứng phó chung giữa các nước. Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định các nhà lãnh đạo sẽ cùng nhau làm việc để vượt qua đại dịch và thúc đẩy phục hồi bền vững và toàn diện bởi không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn. Cũng tin từ New Zealand. Người dân đang phải chiến đấu với bệnh hô hấp khác ngoài Covid-19. Các đợt phong tỏa vì COVID-19 nghiêm ngặt trước đây ở New Zealand dường như đã góp phần làm bùng phát loại virus có tên gọi là ASV, gây bệnh về đường hô hấp ở trẻ em tại New Zealand trong thời gian gần đây. Thông tin từ tờ New York Times cho biết là các triệu chứng thường thấy ở bệnh này là sổ mũi, ho, hát hơi và sốt. Và kể từ đầu tháng 6 đến nay, tức là khi New Zealand bước vào mùa đông, thì hàng chục trẻ em, trong đó có cả trẻ sơ sinh, đã bị mắc bệnh hô hấp này. Một số trường tiểu học báo cáo rằng họ ghi nhận lên đến 50% học sinh vắng mặt vì bệnh hô hấp. Hiện nay, toàn quốc New Zealand đã có 969 trường hợp trẻ em bị nhiễm virus RSV. Trong khi đó, theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường của New Zealand, thì trong suốt 5 năm trước đại dịch, New Zealand chỉ ghi nhận có 1.743 ca nhiễm virus RSV này mà thôi. Tiến sĩ Su Hoàng, nhà virus học tại Viện Nghiên cứu và Khoa học Môi trường nói rằng, đợt bùng phát ASV năm nay vẫn chưa đạt định. Các đợt phong tỏa nghiêm ngặt ở New Zealand dường như đã góp phần làm bùng phát ASV. Lý do là vì trong thời gian phong tỏa, hầu hết trẻ em đã bị nhốt trong nhà, dẫn đến tình trạng thiếu hụt vitamin D và hệ thống miễn dịch cũng đã bị suy yếu. New Zealand thường chứng kiến cao điểm số ca nhiễm virus đường hô hấp trong mùa đông, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. Tuy nhiên, vào năm 2020, quốc gia này hoàn toàn không có dịch cúng mùa đông như mọi năm. Với số ca mắc cúm giảm 99.9% và tỷ lệ nhiễm ASV giảm 98%, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature vào tháng 2 năm 2021. Tuy nhiên năm nay trẻ em dường như nhạy cảm hơn bình thường với các căn bệnh tương tự. New Zealand đã sớm đóng cửa biên giới trong đại dịch Covid-19, công bố các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt. Điều này đã giúp họ ngăn chặn được sự lây lan của Covid-19. Đất nước này đã gỡ bỏ hầu hết hạn chế vào tháng 4 và tháng 5. Không có trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng nào được báo cáo trong hơn 4 tháng. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Vietface TV Úc Châu vào lúc 1 giờ trưa ngày hôm nay.